Thưa quý vị, đợt mưa to kéo dài từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã gây ra rất nhiều thiệt hại đối với địa phương này. Cụ thể, mưa lớn làm một người bị thương, 101 ngôi nhà bị sạt, ngập nước, 17 điểm sạt lở với khối lượng đất đá khoảng 21.248 mét khối. Hiện đã thông đường, đảm bảo giao thông tạm thời. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự, Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bắc Kạn, mưa to từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 trên địa bàn tỉnh đã làm một người bị thương là chị Lâm Thị Mỹ, sinh năm 1997, thường trú tại xã Kim Lư, huyện Na Rì, do bị đá sạt lở rơi trúng xe khi đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 3B vào ngày 7 tháng 6. Tai nạn xảy ra trên khu vực đèo Án Tông, huyện Na Rì, khiến xe máy bị hư hỏng nặng. Hiện chị Mỹ đã hồi phục và đang được chăm sóc sức khỏe tại nhà. Mưa to cũng đã khiến 101 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn bị sạt, ngập nước, 17 điểm sạt lở với khối lượng đất đá khoảng 21.248 mét khối. Hiện đã thông đường, đảm bảo giao thông tạm thời. Ngoài ra, đá lở đã khiến 50 mét mặt đường tại quốc lộ 3B bị hư hỏng, 9 cầu tràn bị ngập. Mưa to khiến cho 37,6 ha nông lâm nghiệp và thủy sản bị ngập. Ước tính thiệt hại sơ bộ về tài sản, hoa màu đến thời điểm hiện tại là khoảng 4,104 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo về thời tiết bất thường, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức đảm bảo giao thông, phòng đường bước 1 đối với các tuyến quốc lộ tỉnh 1, đơn vị quản lý khai thác công trình hồ chứa nước thường xuyên theo dõi mực nước hồ, thực hiện quy trình vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình vùng hạ du. Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức di dời tạm thời và tài sản tại các địa điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, huy động lực lượng khơi thông tạm thời các tuyến đường giao thông bị sạt lở, căng dây, cắm biển báo tại các khu vực sạt lở. Dự báo thời tiết vẫn thông báo còn những cơn mưa lớn sẽ đổ bộ vào khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta. Chúng tôi mong rằng với những hỗ trợ từ địa phương, bà con các tỉnh sẽ không gặp thêm những khó khăn vì mưa lũ nữa.